Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Giả làm khách, người phụ nữ trộm tiền tại cửa hàng thú cưng ở Sài Gòn. Sáng ngày 18 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ vào cửa hàng vờ mua thức ăn nhanh cho thú cưng, lợi dụng sơ hở của nữ nhân viên, người này đã kéo tủ tiền trộm túi tiền rồi tháo chạy ra ngoài, lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát. Qua xác minh của phỏng vấn, sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 20 phút ngày 17 tháng 6 tại một cửa hàng thú cưng trên địa bàn phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ với phóng viên, chị MT, sinh viên, xác nhận nữ nhân viên mặc áo cam trong đoạn clip chính là mình. Số tài sản bên trong túi tiền chứa nhiều tiền mặt mà chị T giành giùm được. Người phụ nữ đến cửa hàng vừa hỏi mua thức ăn cho thú cưng, lợi dụng lúc tôi đang tư vấn bán hàng thì người này mở tủ, lấy trộm tài sản. Sau khi lấy được, người này bỏ ra ngoài, lên xe đồng bọn tẩu thoát. Nghi ngờ, tôi kiểm tra thì phát hiện ví tiền trong tủ bị trộm mất, chị T nói.